tham gia vào hoạt động thả cá. Tôi hy vọng những chú cá này sẽ có thể đưa ông Công, ông Táo về trời và họ sẽ báo cáo những điều tốt đẹp mà tôi cũng như gia đình tôi và gia đình các bạn đã làm được trong suốt một năm qua. Đây chính là hành động thể hiện sự quan tâm, trân trọng của cá nhân tôi cũng như toàn thể Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam với truyền thống và văn hóa tốt đẹp của người Việt. Chúc Việt Nam năm mới hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe và thành công.